Hello và chào mừng anh em. Hello và chào mừng anh em đã quay trở lại với DTN Gamer. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em một cái mod khá là thú vị. Mình sẽ biến tất cả dân làng của mình trở thành người thú. Và cái mod này thì mình đã dành rất là nhiều thời gian và cũng rất lâu rồi. Có nhiều anh em cần làm nhưng mà mình chưa có làm cho anh em được. Rất xin lỗi anh em. Nhưng mà một khi mình đã nói mình làm mod nào đó thì mình sẽ làm cho các bạn. Nhưng mà không biết thời gian nào thôi. Thì mình đi làm thì nó cũng bận rộn. Ha, các bạn thông cảm nha. Ok. Thì mình review nhanh cái mod này cho các bạn. Ví dụ như ở đây thì cái mod này nó sẽ có hai file nha. Một file nó sẽ thay đổi hình giao diện của các bạn, có nghĩa là hình đại diện. Một file thì nó sẽ thay đổi cái dáng đi, và trong tiếng Anh nó dáng đi gọi là loose style, còn cái hình đại diện gọi là bo bo á. Nói chung là mình đọc tiếng Anh không chuẩn đâu, nhưng mà anh em nghe thì anh em cũng có thể biết được sơ sơ. Đây thì cái mod nó thay đổi như thế này. À mà quên, cái mod này chúng ta cần content patcher nha. Content patcher, sau đó bạn tải hai cái mod này về và bạn bỏ vào thì nó sẽ thành công. Còn nếu các bạn chỉ muốn thay đổi hình ảnh thôi thì bạn tải một file hình ảnh. Còn nếu bạn muốn thay đổi cả dáng đi nữa thì bạn tải luôn cả file dáng đi nữa. Đây ví dụ như đây là Abigail nè. Đây, Abigail nó biến thành người rồng. Và bạn để ý đây thì ở ngoài giao diện nó cũng biến thành người rồng nha. Đó. Bây giờ mình sẽ vào thành phố thôi. Đây là con khủng long của mình. Con khủng long nhìn khá là còm, chắc là không có cho nó ăn ăn nhiều quá. Ốm quá. Nói chung anh em ăn nhiều vô nha, ăn nhiều vô chứ không phải ốm á. Đó. Giờ mình sẽ review, mình sẽ gặp đây, à đây 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 có một cái con gì đây, con chuồn lùi nè. Đó, thanh niên này đã bị biến thành con chuồn lùi. Con chuồn lùi là con gì thì anh em tự biết nha, mình chỉ nói một lần duy nhất thôi. Đó, ok, mình sẽ qua 9 giờ mình phải vô thăm Abigail. Không, không phải Abigail mà là Emily đồ ha. Nói chung cái thăm cái chứ đi. Đây Harley biến thành gì đây? Harley coi. Chà, Harley biến thành người mèo khá là dễ thương nha. Ok, tóc vàng. Ở ngoài có 22 cái tai. Còn Emily coi, Emily trở thành gì đây? À, một chú sóc hả? Cũng là con mèo đi, cũng là mèo. Một loại mèo khá dễ thương, mèo tóc xanh. Ok, ổn đấy. Ở đây thì mọi người có thể thấy một số con bướm nó biến thành con Pokemon rồi. Thanh niên là trở thành mèo. Mình thấy để ý rất là nhiều thanh niên làm mèo nhé, có vẻ nhiều người họ thích mèo hơn á. Đây thanh niên lại là cái gì đây? Sam Sam à Sam biến thành con Tiger, Tiger dần đó anh em. Bà này trời, quá đáng vậy, biến thành chó hả? Thiệt đã xấu rồi còn ác nữa. Manny, không, cái này là lít nè. Lít dễ thương quá. Ok anh em, mình sẽ tìm một số nhân vật khác. Ông thị trưởng đi, đặc biệt là ông thị trưởng nè. Hello thị trưởng ơi. Thị trưởng đang ở đâu đó? Rồi, không có thị trưởng ở nhà này. Ông này đi tìm Manny rồi anh em. Nếu anh em không biết thì Manny với lại thị trưởng thì bắt đầu là có cặp kè với nhau. Thanh niên này là con gì đây? Cú vọ. Hình như những người mà hình con cú là rất là thông minh á, không biết ổng thông minh không. Rồi nói chung là món này thì đến đây thôi, anh em nào thích thì tải về nha, có hai file cho anh em tự chọn. Tiger dần này anh em. Rồi hẹn gặp lại anh em trong các video sau. Thank you.